hé lộ kẻ giật dây sau vụ oanh tạc căn cứ quân sự của Nga. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, chiến trường Ukraine một lần nữa rực lửa. Kiev đã dùng máy bay không người lái để tấn công vào sân bay quân sự nằm sâu trong lãnh thổ của Nga. Diễn biến leo thang này được đánh giá là một hành động nguy hiểm. Câu hỏi đặt ra là ai là người chống lưng cho Ukraine thực hiện việc đó và điều gì sẽ xảy ra ngay tiếp theo? Còn tại chiến trường Donbass, Ukraine đã đánh mất Oblast sau những ngày giao tranh ác liệt. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cục diện của cuộc chiến này. Và trong tình thế này, NATO đã thay đổi chiến thuật của mình. Chiến thuật đó là gì? Và Nga sẽ phản ứng như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết ngay sau đây. Máy bay không người lái tấn công sân bay Nga. Vào ngày 5 tháng 12, một máy bay không người lái không xác định đã tấn công vào một sân bay ở vùng Saratov của Nga. Cụ thể, chiếc máy bay này đã rơi ở đường băng của sân bay căn cứ không quân Angen và phá hỏng hai máy bay khiến 3 người không qua khỏi và 4 người bị thương. Vụ việc nhanh chóng được Ukraine ghi nhận như là một chiến thắng lớn của mình. Đối với Kiev mà nói thì cuộc tấn công này đại diện cho một hành động chưa từng có tiền lệ diễn ra bên trong nước Nga nhằm phá vỡ các chiến lược của Điện Kremlin trước mùa đông. Một vụ nổ khác đã xảy ra tại căn cứ không quân Deyajilevo ở vùng Zhiaza, cách thành phố Moscow chưa đến 150 dặm, làm thiệt hại 3 người và 5 người bị thương sau khi một chiếc xe chở nhiên liệu phát nổ. Như vậy, tấn công cầu Crimea là chưa đủ. Giờ đây họ còn muốn tấn công sâu hơn vào lãnh thổ của Nga. Đây là một hành động leo thang rất căng thẳng và có thể sẽ là một cuộc tấn công táo bạo nhất vào phía sau phòng tuyến của Nga cho đến nay. Căn cứ không quân là một cơ sở quan trọng của Nga, giúp Moscow chống lại Kiev và cho phép triển khai các lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này. Nó có một hầm chứa vũ khí hạt nhân với các đầu đạn có thể được triển khai trên các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga. Đối với Nga mà nói, đây là một cơ hội hoàn hảo cho bước tiếp theo của họ. Ngay sau các vụ nổ tại căn cứ không quân, Nga đã phát động một cuộc tấn công có quy mô lớn, điều mà giới quan sát cho rằng họ muốn làm từ lâu. Kremlin đã đáp trả bằng các tên lửa phóng từ trên không và trên biển, từ Biển Đen và Biển Caspi. Vào cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng thông báo rằng bằng phương tiện phòng không của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, các UAV Ukraine bay ở độ cao thấp đã bị đánh chặn. Do cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại các sân bay của Nga, lớp vỏ của hai máy bay Nga đã bị hư hại nhẹ, bất chấp những nỗ lực khủng bố của chế độ Kiev nhằm phá vỡ kế hoạch chiến đấu của lực lượng hàng không tầm xa Nga. Vào khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 12, theo giờ Moscow, một cuộc tấn công lớn đã được phát động. Sự kiện xảy ra nhắm vào các hệ thống điều khiển quân sự, các cơ quan liên quan của tổ hợp lực lượng phòng thủ, trung tâm thông tin liên lạc, năng lượng và các đơn vị quân sự của Ukraine với vũ khí chính xác cao, trên không và trên biển. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng tất cả 17 mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công. Do hành động này của lực lượng vũ trang Nga, việc đưa quân dự bị của Ukraine cũng như là quá trình viện trợ vũ khí và các thiết bị quân sự nước ngoài đến các khu vực chiến sự bằng đường sắt đã bị gián đoạn. Trao đổi với Investia, một chuyên gia quân sự đã giải thích rằng cuộc tấn công bằng tên lửa vào hôm 5 tháng 12 vừa có ý nghĩa quân sự, vừa có ý nghĩa đạo đức. Vị chuyên gia nói, chúng tôi một lần nữa muốn nói với các đối thủ của mình rằng đạn của các bạn sẽ hết trước tên lửa của chúng tôi. Đó là một đòn giáng đau đớn vào các đối thủ trước các hành động đánh phá sân bay của Nga. Các cuộc tấn công được thực hiện nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc cơ sở hạ tầng liên quan đến việc hỗ trợ cho chiến tranh, bao gồm cả năng lượng. Việc yếu điện đã làm phức tạp nghiêm trọng hoạt động sửa chữa thiết bị, vận hành nhà kho, vận chuyển quân nhân của Ukraine, và nó sẽ tạo ra một số vấn đề khác. Tất cả những yếu tố này ngăn cản đối thủ hoạt động hiệu quả và có hệ thống. Cuối cùng, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động của quân đội Nga, chuyên gia này nói. Mới đây, một thông tin từ Thống đốc bang Kursk Roman Satovoy công bố trên kênh Telegram của mình rằng cuộc tấn công của máy bay không người lái của đối phương vào một sân bay ở tỉnh Kursk đã gây ra đám cháy trong một bể chứa dầu. Bang Kursk cũng là một bang chủ thể liên bang của Nga, giáp với tỉnh Sumy của Ukraine. Ngày 6 tháng 12, The Guardian đã đăng tải một bài báo có tựa đề là các cuộc tấn công sâu bên trong Nga đã làm nổi bật sự khéo léo chiến thuật của Ukraine. Bài báo này viết rằng Ukraine đã phát minh ra tên lửa tầm xa cho phép tấn công vào phần phía tây của Nga. Điều đáng nói là trước đó Ngoại trưởng Latvia Eda Priskevich đã gợi ý Kiev rằng họ nên tấn công vào sân bay của Nga. Ông ấy đã kêu gọi NATO cho phép tấn công các địa điểm đặt tên lửa vốn được sử dụng để tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Tuy nhiên, phía sau sự hả hê trong tích tắc là những đòn đáp trả rất gay gắt. Sự hung hăng hiếu chiến không phải là giải pháp hay cho vấn đề xung đột.
Rõ ràng là đề xuất này của Ngoại trưởng Latvia là kích động cuộc xung đột này mở rộng thêm. Và chúng ta cũng cần lưu ý một điều, nếu như NATO và Mỹ cho phép Kiev thực hiện một vụ không kích sâu vào lãnh thổ của Nga, không phải là các vùng mới sáp nhập, thì đây rõ ràng là một hành động leo thang đối đầu trực diện. Nguy cơ thế chiến thứ ba đã hiện hữu và xung đột hạt nhân sẵn sàng trực chờ. Nhưng nếu đây là một hành động tự ý của Ukraine để lôi kéo NATO và Mỹ tham chiến trực tiếp, thì phương Tây sẵn sàng bỏ rơi Ukraine vì sự khiêu khích đầy mạo hiểm này. Và Ukraine sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Khi đó thì số phận của ông Zelensky đã được định đoạt. Tuy nhiên, có một thông tin khá bất ngờ, đó là các vệ tinh viễn thám trái đất của công ty Mỹ Maxell đã ghi hình sân bay Angens của vùng Saratov trước khi chế độ Kiev cố gắng tấn công bằng máy bay không người lái. Theo lời RIA, việc quay phim cơ sở quân sự của Nga được thực hiện vào ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 12. Điều này cho thấy rằng rất có thể phương Tây đã ra lệnh cho Kiev thực hiện các hành động tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Tất nhiên, Nga sẽ đáp trả rất gay gắt khi có bất kỳ một cuộc tấn công nào vào đất nước của mình. Họ có thể đường đường chính chính mà nói với người dân rằng kẻ thù đã tấn công vào lãnh thổ của chúng ta. Và bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải đáp trả. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chính phủ để có thêm được sự ủng hộ của người dân Nga. Tất nhiên, âm mưu phá hoại xã hội Nga từ bên trong của phương Tây cũng sẽ thất bại theo đó. Và đây cũng là một lý do để Nga có thể nói với cộng đồng quốc tế rằng họ đang tự vệ một cách chính đáng. Triệt tiêu khả năng phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Trong những ngày qua, cuộc chiến ở Donbass vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng. Giao tranh hiện đang diễn ra ở Cộng hòa Nhân dân Donbass theo hướng Artemisk có tầm quan trọng quyết định trong chiến tranh giành Donbass. Theo hướng này, cả hai bên đều nhìn nhận được tầm quan trọng của nó. Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Nga đã chiếm được Artemisk hay còn gọi là Bakhmut. New York Times cho biết rằng cuộc pháo kích vào Bakhmut và vùng ngoại ô quanh đó là rất dữ dội. Theo đó, ngay cả khi hy vọng mở rộng lãnh thổ của Nga ở đây đã tắt, thì họ vẫn có thể biến thành phố này thành một lỗ đen, buộc Kiev phải sử dụng nhiều tài nguyên hơn, khiến cho họ rút quân khỏi các ưu tiên khác và có khả năng làm giảm các cuộc tấn công trong tương lai. Tờ báo này đã bày tỏ lo ngại của Lầu Năm Góc về kho đạn dược. Một trong những mối quan tâm thường xuyên của Lầu Năm Góc là người Ukraine nã đạn với một tốc độ không bền vững, đặc biệt là ở những nơi như Bakhmut, với giả định sai lầm rằng nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây là vô hạn. Một quan chức Mỹ giấu tên đã nói như vậy. Với việc Nga chiếm được Bakhmut, điều này đã giúp cho lực lượng Nga có thể cắt đôi toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donbass. Chuyên gia quân sự đã nói với tờ Izvestia rằng nhóm quân Ukraine ở Andriivka có thể bị xóa sổ. Đây vốn là điểm then chốt trong mối đe dọa đối với Donetsk. Các đơn vị Ukraine sẽ rất khó để bảo vệ nó sau khi thiết lập quyền kiểm soát đối với Andriivka. Quân đội Nga sẽ tiến gần đến các vị trí của pháo binh Ukraine và tên lửa phóng loạt đang tấn công vào Donetsk, buộc họ phải rút lui xa hơn nữa. Do đó, khu vực an ninh trong vùng Donbass sẽ được mở rộng và Donetsk sẽ trở nên an toàn hơn. Chúng ta thấy rằng có vẻ như là không có nhiều tiến bộ trên chiến trường của lực lượng vũ trang Ukraine và họ đang phải gặp rất nhiều khó khăn. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã báo cáo với các trung tâm ra quyết định của NATO rằng do có nhiều tổn thất, họ không có khả năng tiến để trở thành một cuộc tấn công trước khi bắt đầu tan băng. Bài báo này lưu ý rằng trước đó dưới mức nhiệt thấp trên mặt trận thì Bộ Chỉ huy NATO đã thúc đẩy quân đội Ukraine tấn công tích cực vào một số khu vực bao gồm Zaporizhia và hướng Sipatov của Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Cú hích này có liên quan đến thực tế là nhiệt độ âm đã xuất hiện ở tất cả các khu vực có giao tranh quân sự, từ Donbass cho đến Kherson. Hơn nữa, những ngày băng giá sẽ chỉ kéo dài đến ngày 7 và 8 tháng 12, sau đó sẽ có hiện tượng tan băng và xuất hiện mưa. Giờ đây, do tổn thất đáng kể ở một số hướng, chỉ huy của quân đội Ukraine buộc phải báo cáo với các trung tâm ra quyết định của Liên minh về việc không thể tiến hành thêm các chiến dịch tấn công tương đối lớn trong điều kiện thời tiết tích cực. Popa giải thích rằng nhiệt độ âm có lợi cho quân đội Ukraine dễ dàng sử dụng các thiết bị trên đường đất và ruộng hơn. Khi mà băng tan thì họ có thể không thực hiện được các cuộc tấn công thành công. Điều này sẽ dẫn đến việc phân tán lực lượng và làm giảm khả năng phá hủy các đơn vị pháo binh và máy bay chiến đấu tiên tiến của Nga do mặt đất lầy lội. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.